Như vậy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa sang Thái Lan 23 cầu thủ mà ông cho là tốt nhất, nhiều kinh nghiệm nhất để dự King Cup. Cho nên khả năng vị huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất có thể cho cuộc đối đầu với Thái Lan. Đội hình này sẽ là đội hình có sự kết hợp giữa tài năng, kinh nghiệm và bản lĩnh. Ví dụ như trong khung thành thì khó có ai có thể cạnh tranh được với thủ môn Đặng Văn Lâm, người vẫn là thủ môn số 1 của bóng đá Việt Nam hiện nay. Văn Toản và Nguyên Mạnh đều là các thủ môn có những tố chất như khả năng phản xạ nhanh. Dù vậy thì xét về tính toàn diện, không ai hơn Đặng Văn Lâm. Thủ môn Việt Kiều đang khoác áo câu lạc bộ Muangthong United của Thái Lan đã bắt bóng bổng làm chủ khu vực 16m50 giỏi hơn cả Nguyên Mạnh, đồng thời lại hơn hẳn về Văn Toản về kinh nghiệm thi đấu. Có thể Văn Toản và Nguyên Mạnh sẽ có cơ hội ra sân ở King Cup, nhưng có lẽ đó sẽ không phải là trận đấu gặp Thái Lan. Ở hàng hậu vệ, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải cùng với Đỗ Duy Mạnh gần như sẽ chắc suất đá chính, bởi đây là hai trong số những trung vệ có năng lực chuyên môn tốt nhất của bóng đá nội hiện giờ. Nếu như Đình Trọng không bị chấn thương thì không khó đoán là Đình Trọng sẽ là những trung vệ còn lại trong sơ đồ 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam. Sau chấn thương của Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tuấn Sinh và Nguyễn Thành Trung sẽ cạnh tranh suất đá chính thay cho cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Trong số này thì cơ hội ra sân trước Thái Lan của Bùi Tiến Dũng có vẻ là cao nhất, vì trung vệ đang khoác áo của câu lạc bộ bóng đá Viettel hơn hai đàn em ở phần kinh nghiệm. Ở cánh trái, khó ai có thể cạnh tranh với Đoàn Văn Hậu, người có công thủ toàn diện, lại mạnh mẽ về thể hình và thể lực. Trong khi ở cánh đối diện, vị trí hậu vệ cánh phải sẽ là vị trí khiến huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải suy nghĩ nhiều. Ông Park đã gọi cả Trọng Hoàng lẫn Vũ Văn Thanh sang Thái Lan để dự King Cup, nhưng có khả năng không có cầu thủ nào trong số những người vừa nêu chơi ở đội hình xuất quân trong trận đấu với đội bóng đất Chùa Vàng, do phong độ cũng như là thể lực của họ hiện chưa được tốt. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở bên cánh phải của đội tuyển Việt Nam chính là Trần Văn Kiên, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, vốn đang có phong độ tốt, đồng thời lại rất hiểu các đồng đội như Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu ở hàng thủ. Trong khi đó thì hai vị trí tiền vệ trung tâm nhiều khả năng cũng sẽ do các tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội gồm có Hùng Dũng và Đức Huy nắm giữ. Riêng Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ ra sân ở thời điểm thích hợp, hòng tăng đột biến trong lối chơi, chứ về độ an toàn và khả năng càn quét ở trục giữa thì cả Xuân Trường và Tuấn Anh cũng không bằng Hùng Dũng và Đức Huy. Còn bộ ba tấn công của huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ sẽ thuộc về Quang Hải, Công Phượng và Anh Đức. Với Quang Hải, đá hộ công làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. Công Phượng sẽ đá tiền đạo lùi, còn Anh Đức thì chơi trung phong. Chiều tối ngày 2 tháng 6 vừa qua thì đội tuyển Việt Nam cũng đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Buriram nhằm chuẩn bị cho King Cup 2019. Do các cầu thủ vừa mới trải qua thi đấu tại V-League và mất thêm khá nhiều thời gian để di chuyển nên huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chỉ đưa ra khối lượng vận động nhẹ nhàng. Buổi tập cũng đã diễn ra trong bầu không khí thoải mái và hứng khởi. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng khéo léo lồng ghép vào buổi tập những trò chơi vận động vừa rèn phản xạ và vừa tăng cái sự gắn kết giữa các cầu thủ. Trong những ngày qua trước trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan thì báo chí Thái Lan và thậm chí là ban huấn luyện của Thái Lan cũng đã có những tuyên bố rất mạnh mẽ, như thể là đang trấn an tinh thần các cầu thủ trước khi gặp đội tuyển Việt Nam, một đối thủ rất mạnh. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam trước King Cup dường như là im lặng. Đây là sự im lặng giống như trước một cơn bão. Như một khoảng lặng ở trước cơn giông bão, hành lang mà các trụ cột của đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị trước ngày dự King Cup có điều gì đó rất bình thường và tĩnh lặng. Sau hơn 4 tháng trời kể từ khi trở về từ Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam mới lần đầu tập trung trở lại để chuẩn bị hướng đến giải giao hữu King Cup 2019. Đây là khoảng thời gian khá trầm với huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi trong tay ông lúc này không phải là những cầu thủ đạt trạng thái phong độ tốt nhất. An toàn và thực dụng của thầy Park, ông chỉ triệu tập 23 cái tên lên tuyển trước ngày tập trung để di chuyển sang Thái Lan. 18 cầu thủ trong số đó là những gương mặt quen thuộc, từng chinh chiến đủ ở các chiến dịch lớn nhỏ. Thế nhưng hầu hết những cầu thủ đó đều đang vô cùng mệt mỏi và bị đặt dấu hỏi về phong độ. Đầu tiên phải kể đến trường hợp của Quang Hải. Tiền vệ quan trọng bậc nhất trong lối chơi của thầy Park đã có một sự im lặng khá lâu sau khi trở về V-League sau Asian Cup. 12 trận đã qua tại giải vô địch quốc gia, Quang Hải mới ghi được có 2 bàn thắng, thực hiện 2 đường kiến tạo. Tính cả 7 trận ở các cúp châu Á thì Quang Hải mới ghi được 2 bàn sau 18 trận và trung bình 1 bàn sau 10 trận. Còn 9 trận gần nhất ở V-League, Quang Hải lại không ghi bàn. Những đồng đội của Quang Hải ở câu lạc bộ như là Đình Trọng, Duy Mạnh cũng có dấu hiệu trùng xuống rất khó hiểu sau lịch trình thi đấu dày đặc ở cấp tuyển U23 và đấu trường châu lục.
Với Đình Trọng thì chấn thương đầu gối ngay trước thềm King Cup cũng là kết quả của sự quá tải sau quãng thời gian cày ải liên tục. Còn với Duy Mạnh thì anh cũng chỉ vừa mới bình phục chấn thương, hoàn toàn chưa chắc chắn khả năng thi đấu với sự sung mãn cao nhất. Những trụ cột khác của đội tuyển Việt Nam cũng đều có vấn đề trước ngày dự King Cup. Với thủ thành số 1 Đặng Văn Lâm, anh đã phải vào lưới nhặt bóng tới 20 lần sau 13 trận bắt chính cho Muang Thong tại Thái Lịch. Tất nhiên thành tích này một phần cũng đến từ sự yếu kém của hàng thủ đội bóng nhà giàu Thái Lan. Với Công Phượng thì sau 9 lần được tung ra sân trong hơn 4 tháng trời thi đấu ở Hàn Quốc, những gì mà Phượng làm được chỉ là một con số không tròn chính, không bàn thắng, không kiến tạo. Không ở cảnh trắng tay trở về như Công Phượng, người bạn thân Lương Xuân Trường cũng đã chuẩn bị hành trang để diện kiến thầy Park bằng một bàn thắng ở đẳng cấp cao. Nhưng việc phải ngồi dự bị quá lâu chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thi đấu của tiền vệ này. Cơn đau đầu của thầy Park chưa hẳn đã dừng lại khi ông vẫn còn đó những gương mặt vừa trở lại tuyển như Anh Đức, Trọng Hoàng. Trường hợp của Trọng Hoàng thì do anh đã không kịp đăng ký ở lượt đi V-League cho nên anh đã phải ngồi nghỉ ở ngoài 4 tháng trời. Như Văn Thanh hay Tuấn Anh, người vừa mới trở lại sau chấn thương, nhìn chung thì hành trang mà tuyển thủ Việt Nam đang chuẩn bị trước ngày thi đấu Thái Lan đều rất nhạt nhòa. Nhưng nên nhớ, đây là kịch bản khá quen thuộc của đội tuyển Việt Nam trước mỗi lần tập trung. Ông Park trên thực tế chưa bao giờ có một đội tuyển mạnh mẽ, ưng ý nhất và cứ mỗi chiến dịch trôi qua, chiến lược gia người Hàn Quốc lại đưa con tàu đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn một cách đầy ngoạn mục. Sau mỗi quãng nghỉ thì những tuyển thủ Việt Nam như được lột xác và trở lại với bộ mặt vô cùng đáng sợ. Mọi bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, như hình sin có đoạn lên đoạn xuống. Mọi đội bóng, mọi cầu thủ đều cần những cái khoảng thời gian để chuẩn bị sự bùng nổ thực sự khi bước vào một chiến dịch quan trọng như King Cup 2019. Và dường như là nhận ra được điều này, báo chí Thái Lan gần đây cũng tỏ ra lo lắng trước sức mạnh trỗi dậy của đội tuyển Việt Nam. Những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam đang khiến cho truyền thông Thái Lan lo lắng và họ coi Việt Nam chính là mối nguy hiểm hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Trong bài viết phân tích về King Cup, nơi khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của bóng đá Thái Lan, thì tác giả bài viết đã nêu rõ ở phần mở đầu, King Cup lần thứ 47 sẽ đánh dấu sự tái thiết của nền bóng đá Thái Lan. Từ cấp độ đội tuyển trẻ cho đến đội tuyển quốc gia thời gian qua, bóng đá Việt Nam luôn đi trước Thái Lan. Trong khi voi chiến liên tiếp rời cuộc chơi sớm, thì Việt Nam lại làm nên những điều không tưởng và ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá nước nhà. Những điều đó được tác giả bài viết nêu ra và tóm gọn. Tất cả mọi thông số chỉ ra rằng các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, đang nhanh chóng bắt kịp người Thái, kẻ được coi là vua của Đông Nam Á khi liên tiếp giành ngôi vô địch SEA Games và AFF Cup trong những năm gần đây. Điều này rất rõ ràng bởi ở một giải đấu mang tầm châu Á thời gian qua, Thái Lan đã bị Việt Nam lấn át hoàn toàn. Việc người Thái mời Việt Nam sang King Cup phần nào đó có chủ đích từ nước chủ nhà. Đã 13 năm kể từ lần cuối cùng tham dự King Cup, Việt Nam không một lần nào góp mặt ở giải đấu này nữa. Tuy nhiên bất ngờ 3 tháng qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã thông báo Việt Nam sẽ tham dự King Cup. Để góp mặt ở giải đấu này, Thái Lan đã 5 lần 7 lượt gửi lời mời đến VFF và nhiều lần rời lịch thi đấu để phù hợp với Việt Nam. Thậm chí là thể thức ở King Cup lần này đã được thay đổi để tăng cơ hội cho Việt Nam gặp Thái Lan trong ngày ra quân. Nói như vậy để thấy người Thái đã quyết tâm đánh bại Việt Nam. Tâm lý ăn thua cũng xuất phát từ chính sự lo lắng mà Thái Lan đang dành cho Việt Nam. Và nếu họ để thua King Cup sắp tới, thì đội tuyển quốc gia nước này sẽ đối diện với áp lực khủng khiếp từ người dân và truyền thông của quê nhà. Bởi vậy cho nên thời gian vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có những động thái giáo giết để có thể thắng được đội tuyển Việt Nam ở King Cup lần này. Một trong số đó có thể kể đến việc là họ đã triệu tập toàn bộ những cầu thủ xuất sắc đang thi đấu ở nước ngoài về tập trung cho đội tuyển quốc gia. Thậm chí là họ còn xóa án phạt cho cầu thủ mắc lỗi đấm vào bụng trọng tài để có thể có được thành phần mạnh nhất đối đầu với Việt Nam. Gần đây thì huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Sirisak Yorathai cũng đã tự tin tiết lộ vũ khí bí mật ở trận đại chiến với Việt Nam. Phát biểu trước truyền thông Thái Lan, ông Sirisak Yorathai tỏ ra tự tin trước trận khai mạc King Cup 2019. Thậm chí là vị chiến lược gia này đã tiết lộ vũ khí bí mật của voi chiến khi đối đầu với rồng vàng. Ông Sirisak chia sẻ: "Tôi đã theo dõi Sun Phanat thi đấu ở trong thời gian dài và đà phát triển của cậu ấy thật sự là ấn tượng. Tôi nghĩ đây là thần đồng, người vươn tầm trở thành trụ cột của đội tuyển Thái Lan trong tương lai. Sun Phanat khó có cơ hội đá chính ở King Cup, thế nhưng cậu ấy sẽ là quân bài bí mật của chúng tôi ở trận đấu sắp tới. Tôi đã theo dõi cậu ấy trong thời gian dài cho nên biết cách sử dụng hợp lý phẩm chất tốt của cậu ấy. Sun Phanat Muenta là người đã xô đổ nhiều kỷ lục của bóng đá xứ Chùa Vàng và châu Á.
Cụ thể là chân sút này là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Thái League 1 khi mới có 15 tuổi, 9 tháng và 22 ngày. Anh cũng là chân sút trẻ nhất nổ súng tại AFC Champions League. Tại vòng loại U23 châu Á trên đất Việt Nam, Sulfanat Muenta đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở các giải U23 thuộc AFC khi 16 tuổi, 7 tháng và 22 ngày. Thành tích này đã giúp cho tiền đạo của Buriram là cầu thủ đầu tiên của Thái Lan ghi bàn ở mọi cấp độ đội tuyển. Anh đã ghi được 6 bàn cho U14 Thái Lan, 9 bàn thắng trong màu áo U15 Thái Lan, 11 bàn cho U16 Thái Lan, còn trong màu áo U19 anh cũng đã từng ghi được 4 bàn thắng. Với việc được triệu tập lên tuyển Thái Lan tham dự King Cup 2019, huấn luyện viên Sirisak Yorathai đặt kỳ vọng vào Sulfanat Muenta sẽ ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam để trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho voi chiến.